Xin chào các bạn, mình là Hải. Đây, video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để cho server Athernet hoạt động 24/24. Đầu tiên các bạn vào server Athernet của các bạn như bình thường và khởi động nó lên. Trong lúc đợi nó khởi động thì các bạn vào đường link này, mình để nó dưới phần mô tả video. Bạn sẽ tạo một con bot treo trong server Athernet của bạn, giúp cho server của bạn không bị tắt sau 5 phút. Bạn nhấp vào nút fork repl này để tạo bot. Nếu bạn chưa đăng ký, thì bạn cần đăng ký một tài khoản replit để có thể tạo bot. Đăng ký rất đơn giản, bạn có thể tự làm. Sau khi vào được trang như này, bạn nhìn sang cột bên trái và nhấp vào phần setting.son. Bạn quay lại Athernet và copy IP server của bạn. Sau đó dán dòng bạn vừa copy vào phần IP. Dòng port này thì bạn điền vào số 25565. Còn phần version thì bạn ghi phiên bản server của bạn vào. Bấm dần để bot bắt đầu chạy vào server của bạn treo. Nó báo lỗi là server mình chưa tắt online mode nên mình sẽ tắt online mode và bật lại bot nhé. Sau khi tắt online mode thì mình mở lại server thôi là được rồi. Chạy lại con bot, nếu nó hiện chữ bot join the server là ok rồi nhé. Mình sẽ vào server cho bạn xem con bot nha. Con bot nó bị văng ra rồi vì server lag quá. Nó sẽ tự kết nối lại sau 5 giây nên các bạn yên tâm. Bạn thấy player tên Staff không, đó là con bot của mình đó. Do mình đặt nó tên Staff nên nó hiện là Staff. Mình sẽ làm thêm một bước nữa để con bot hoạt động 24/24 nha. Bạn vào trang web này. Tất cả trang web trong video mình đều sẽ để dưới mô tả. Sau đó bạn copy dòng này, bạn cần đăng ký trước khi vào trang này nhé bạn, cũng có thể đăng nhập bằng tài khoản Google. Ở đây mình đăng ký rồi nha, bạn nhấp vào nút màu xanh này nhé. Chọn HTTPS, điền tên bot vào dòng này, tiếp tục dán đường link bạn đã copy lúc nãy. Chỉnh cái này thành 5 phút. Mình quên bấm tắt hai cái dấu tích nên không được, bạn nhớ tắt hai dấu tích rồi thêm lại nha. Vậy là xong rồi nhé, chúc các bạn thành công. Nếu thấy video hay đừng quên để lại một lượt thích với đăng ký nha. Mình cảm ơn bạn rất nhiều.